Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 10 người chết, 15 người bị thương ở Đồng Nai, mới đây lực lượng chức năng đã lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 5 trong công trình của công ty AV Healthcare vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tạ lót và bình sữa trên đường số 8, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Công trình này do nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga, trụ sở ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thi công. Thời điểm trên, khi nhóm công nhân đang thi công một bức tường nằm trong công trình của công ty thì bất ngờ bức tường này đổ sập, vùi lấp hàng chục người bên dưới. Vừa tỉnh dậy sau khi được cấp cứu, ông Đặng Văn Tặng, ngụ tại Đồng Nai kể, chiều nay ông thi công trên giàn giáo của công trình thì thấy có gió thổi mạnh. Lúc này ông nhìn thấy bức tường dài hơn 100m, cao trên 10m bị uốn cong rồi đổ sập. Ông Tặng và các công nhân khác chỉ biết ôm cục sắt trên cao nhắm mắt lại không kịp chạy. Sau đó cả tường và giàn sắt đổ xuống khiến ông bất tỉnh. May mắn hơn ông Tặng, anh Bùi Trí Cường, ngụ tại Cà Mau, là công nhân tại công trình cho biết anh đang đứng phụ hồ cách bức tường khoảng 5m thì nghe tiếng động rất mạnh. Nhìn lại thì thấy bức tường kéo nhau đổ cuộn xuống đất hướng từ ngoài đường vào trong công ty, vùi lấp nhiều người đang làm việc bên dưới. Sau khi bức tường sập, cả khu vực trở nên náo loạn, tiếng la hét kêu cứu vang lên xung quanh. Anh cùng nhiều người không bị thương chạy lại đào bới cứu được một số công nhân đưa ra ngoài cấp cứu. Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết trong số các công nhân bị nạn có cả người của công ty và người thuê bên ngoài. Cũng theo đại diện công ty, bức tường đổ sập được xây dựng đúng theo quy cách tiêu chuẩn, tường 200mm, cột 400mm. Trong quá trình công nhân thi công đều có người giám sát chặt chẽ. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ sập tường, phía công ty từ chối trả lời nhưng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực thi công xuất hiện một cơn gió lốc khá mạnh. Trong khi đó, có mặt tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định vụ tai nạn lao động trên là do vi phạm an toàn lao động, có thể quy trình xây dựng công trình có vấn đề. Hiện đang có 15 công nhân bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, thành phố Biên Hòa. Trong đó có một số bệnh nhân bị thương rất nặng. 10 nạn nhân tử vong là Trương Thanh Tùng, sinh năm 1984, quê tại Cần Thơ, Lý Văn Thu, sinh năm 1971, quê tại Gia Lai, Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1978, quê tại Hậu Giang, Hồ Văn Hoa, sinh năm 1969, tại Đồng Nai, Trần Văn Sáu, sinh năm 1973, quê tại An Giang, Trần Xuân Anh, sinh năm 1980, quê tại Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1983, quê tại Cà Mau, Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1964, quê tại Cà Mau, Phạm Minh Tâm, sinh năm 1955, quê tại Đồng Nai và Dương Huỳnh Sinh Nhật. Lực lượng chức năng đang rà soát các hồ sơ liên quan đến việc thi công để điều tra. VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.